Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức 24 giờ Winta, tin tức ngày 13 tháng 4 năm 2021. Có nội dung chính sau đây: tin đồn chủ vườn lan đột biến bỏ trốn với số tiền bị lừa có thể lên đến 700 tỷ đồng, và số tiền bán lúa non của chủ vườn lan bỏ trốn không dừng lại ở 200 tỷ đồng mà có thể lên đến 700 tỷ đồng. Bởi phần lớn lan đột biến khách hàng đặt là KI, lúa non, ngọc sơn cước và bạch tuyết và bảo di. Đây là những loại lan theo định giá của giới dân chơi lan đột biến có giá từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng trên 1 cm. Ngay sau khi thông tin vụ chủ vườn lan đột biến ở xã Hòa Nam, huyện Ứng Hóa, Hà Nội ôm 200 tỷ đồng đặt lúa non rồi bỏ trốn, anh Triệu Quang Hà, chủ một vườn lan và ở Đồng Thịnh, huyện Sông Lô, Vĩnh Phúc cho biết, từ qua đến nay có nhiều người gọi đến xác minh thông tin vườn lan của gia đình. Và theo anh Hà thì vườn lan của gia đình anh tên đầy đủ là Lan Va Hà Thành, có địa chỉ tại xã Đồng Thịnh, huyện Sông Lô. Như vậy vườn lan của gia đình anh có tên gần giống với vườn lan Hà Thành ở huyện Ứng Hóa, Hà Nội, chỉ khác là tên vườn lan của anh có thêm chữ Va. Và từ hôm qua đến nay có rất nhiều người chơi lan gọi điện cho chúng tôi hỏi về thông tin vụ ôm tiền bỏ trốn của chủ vườn lan Hà Thành ở Hà Nội. Tôi khẳng định vườn lan của gia đình đã có từ 5 năm trước và không liên quan gì đến vụ vườn lan ở Hà Nội. Có thể họ thấy chúng tôi uy tín nên đã mạo danh và đặt tên gần giống, gây hiểu nhầm cho người chơi lan. Đó là trò lừa gạt có chủ ý, anh Hà nói. Và trước đó vào ngày 12 tháng 4 thì giới chơi lan đột biến liên tục chia sẻ thông tin chủ vườn lan đột biến ở Hà Thành, xóm chợ Định Xuyên, xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa, Hà Nội đã ôm tiền bán lúa non của khách bỏ trốn. Và theo giới chơi lan đột biến, đến thời điểm này thì số tiền chủ vườn lan bỏ trốn đã ôm khoảng hơn 400 tỷ đồng và con số trên vẫn chưa dừng lại, có thể lên đến 700 tỷ đồng. Và giới chơi lan đột biến cho biết thì sở dĩ số tiền bán lúa non của cơ sở trên có thể lên đến 700 tỷ đồng là bởi khách hàng đặt nhiều kia lúa non, ngọc sơn cước và bạch tuyết và bảo duy. Đây là những loại lan theo định giá của giới chơi lan đột biến có giá từ vài trăm triệu đồng đến vài tỷ đồng trên 1 cm. Về vấn đề trên thì chính quyền xã Hòa Nam, huyện Ứng Hóa cũng xác nhận trên địa bàn xã có vườn lan tên là Hà Thành và hiện lực lượng chức năng cũng đang xác minh thông tin. Và lúa non là thuật ngữ của giới chơi lan, và theo đó khi một hoặc là nhiều loại lan đột biến giá đang lên rất cao và khan hàng, nhà vườn chưa nhân giống kịp sẽ đưa ra hình thức bán lúa non, tức là nhận tiền trước và hẹn thời gian trả hàng. Hàng được trả là cây e, phải đảm bảo ít nhất là hai yếu tố trên 5 cm và đã có rễ. Và đó là thông tin ngày 13 tháng 4 năm 2021. Và nếu anh em thấy thông tin này bổ ích thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ và một comment để cho biết ý kiến của anh em ở trong video của tôi, và đừng quên ấn đăng ký và chuông nhé. Tạm biệt anh em.